Cho con gái cô là một lời khuyên là các con sống với nhau, vợ chồng sống với nhau phải biết thương yêu nhau và chăm sóc đấy, cho một cái gia đình bé nhỏ hạnh phúc của mình. Các con mà hạnh phúc là mẹ, đấy là một cái niềm vui nhất nhất đối với các mẹ. Mong con có một cái gia đình hạnh phúc và vun đắp theo gia đình của mình thật là tốt đẹp. Đấy là điều mong muốn nhất của mẹ. Tình này thì lúc đầu mình rất là bất ngờ, nói chung là đầu tiên là sốc, bất ngờ và lúc đầu thì có một chút là không thiện cảm. Thế đấy, nhưng mà dần dần thì thấy cái sự quan tâm của hai đứa dành cho nhau thì mình cũng dần mở lòng hơn để chấp nhận một người yêu của em mình. Và cái việc kết hôn thực ra nó cũng đến rất là nhanh, với khá là lạ lẫm với tất cả mọi người. Thì tự dưng có một đứa nó đi ra khỏi phòng mình
mình không phải chia sẻ cái căn phòng của mình cho nó nữa. Thì nói chung là lúc đầu thì cũng có rất là vui sướng. Nhưng mà cũng có một chút là hụt hẫng. Nhưng mà anyway thì là mong muốn là hai em sẽ cùng nhau vun đắp cái sự hạnh phúc chung và sẽ gắn bó lâu dài với nhau. Nhân ngày trọng đại của cô, em chúc hai vợ chồng cô hạnh phúc. Em chúc cô chú có vợ hôn nhân thành công. Em chúc cô vui vẻ. Người vợ yêu, anh rất vui và hạnh phúc vì ngày hôm nay chúng mình được cùng nhau tại đây. Sau hôm nay, chúng ta sẽ chính thức được cả thế giới biết đến là vợ chồng. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên đến với em. Anh cũng không dám hứa mình sẽ là người nắm tay em khi em lìa xa cõi trần. Nhưng anh hứa chừng nào còn hơi thở, anh sẽ luôn nắm chặt tay em và không buông. Anh sẽ từ bỏ dần những thứ mà em không thích, ví dụ như thuốc lá. Và một điều quan trọng anh muốn em biết, em vừa trúng một giải độc đắc, trong đó có một phần thưởng là All in One. All in One là cái gì thì em biết rồi đó. Trong tình yêu, cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách. Vậy em hãy luôn ở bên cạnh anh. Anh sẽ luôn đổi vị để không làm em cảm thấy chán nản trong cuộc sống này. Bất cứ là chúng ta giàu sang hay nghèo khổ, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau và nơi nào em muốn đến sẽ có dấu chân của anh đi cùng. Suy nghĩ lẫn lộn khiến em không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng trên tất cả, em biết là mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì sau rất nhiều khó khăn, thử thách, em và anh đã đứng ở đây. Trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người, dù cho về mặt pháp luật thì chúng ta đã trở thành vợ chồng từ khá lâu rồi. Chẳng bao lâu nữa rồi chúng mình sẽ chào đón sự xuất hiện của những thiên thần trong ngôi nhà nhỏ. Em tin tưởng là vợ chồng mình nhất định sẽ hạnh phúc. Chẳng có cơ sở khoa học nào để chứng minh cho mệnh đề ấy cả. Em tin và trực giác mách bảo mình rằng anh sẽ là một ông chồng tốt, dù em thì chưa hẳn đã là một người vợ hiền. Điều cuối cùng anh muốn tuyên bố với tất cả mọi người họ hàng và toàn thế giới, kể từ giờ phút này, thính của em đã không còn tác dụng nữa vì anh đã bỏ đi rồi. Anh muốn em sẽ là của riêng anh, mãi mãi là của riêng anh mà thôi. Và anh hứa sẽ mang những điều tốt đẹp nhất đến cho em và con. Vì anh yêu em. Anh đã đến và cho em nhận ra rằng thì ra trong cuộc đời này ai cũng có một người là ngoại lệ của riêng mình. Tất cả mọi gập ghềnh đều chỉ là thử thách giúp cả hai nhận ra rằng sau khi trải qua mọi chuyện, cuối cùng vẫn mong muốn có người đó tồn tại trong cuộc sống của mình. Mong người đó mãi ở bên mình. Tin rằng tình yêu tác thành hôn nhân tác thành hạnh phúc. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Em hẹn anh thời gian cả đời. Em yêu anh. Con trăm năm hạnh phúc.